tập lần này Hai Nhi sẽ có một chuyến đi ra Côn Đảo 3 ngày 2 đêm. Với chuyến đi lần này thì Hai Nhi đi chung một team sẽ có 6 người. Ủa gì vậy? Người ấp 6 người. Là Hai Nhi nè, Mami, bà nội và một chị của Nhi nữa, kèm theo là một chị nữa mà mọi người sẽ thấy được những cái thành viên mà Nhi sẽ giới thiệu cho mọi người biết ha. Bây giờ xong Nhi sẽ đi ăn sáng và sẽ chuẩn bị ra sân bay để bắt đầu chuyến đi của mình. Mọi người ở sân bay nhé. Các bạn hãy nhớ xem hết video nha. Thì có hai hòn, có nước ngọt là hòn Côn Sơn, hòn Cau. Hòn Cau thì là ngoài kia có miếu Cô Vân và cái nhà tù ngày xưa cụ Lê Hồng Phong bị giam ở ngoài đấy. Đấy. Ở Côn Đảo thì là theo như tính sơ bộ thì có khoảng 20.000 người là hy sinh tại Côn Đảo. Wow. Là cán bộ rồi đồng chiến sĩ yêu nước là hy sinh tại Côn Đảo, thì ở nghĩa trang Keo là nhiều nhất là có 10.000 người, còn 2.000 người là được quy tập về nghĩa trang Dương, còn đâu 8.000 người nữa là chết những khu vực gọi là lao động khổ sai rồi nhà tù trên đảo. Tại vì chỗ này là gần sân bay luôn á mọi người. Let's go.
mà lúc trên sân bay mình cứ nói là mình thèm kem luôn á. Và một phòng là một giường cho hai người. Hai mở cửa giùm em. Đây là một phòng dành cho hai người nha mọi người. Đó, quá là sang chảnh luôn nội ơi. Còn đây là phòng dành cho bốn người và hai giường cho tụi mình. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn trưa nha mọi người. Quá trời trưa, 3-4 giờ quá trời trưa. Ngồi vậy hả? Nói chung là sẽ đi ăn nha mọi người. Ở quan sát cái mặt chị mình thấy nó bự dữ. Ở đây được cái là mọi người muốn đi xe taxi cũng được. Mọi người muốn đi xe điện cũng được. Nhưng mà gia đình mình thích cái không khí thoáng mát đó mọi người. Ví dụ mưa có tạt vô tắm luôn á mọi người. Cho nên là mình sẽ đi xe điện. Mời mọi người đến với chuyến đi có 102. Có 201. What? Ai ngồi đâu ngồi nha. Ngồi tài tài đi chị ơi. Không ai ngồi như nọ vậy. Mình đi đâu nha? Thank you.
Mình không ăn được cà chua, không ăn như chị với Ken là uống cam không? Chị uống cam được. Dạ không, không nhá. Thôi vậy mình hồn yếu như đầu quá. Thì uống vừa nãy giờ quải quýt. Không tập tập quen đi. Không được đâu. Một miếng xíu thôi. Miếng xíu. À, ngon bánh ơi. Nhìn ăn không? Không. Em muốn này quá trời này nhỉ. Người đẹp.
Sau khi skin scare xong thì bây giờ tụi mình đã nhợt nhạt lại rồi. Và bây giờ tụi mình đã kết thúc một ngày rồi, thì cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mọi người nhớ like và subscribe trên kênh Cuộc Sống Như Episode nha. Ngoài ra thì mọi người nhớ là comment để lại những thử thách hoặc là những cái mà mọi người yêu cầu cho ba anh em mình đó, thì ba anh em mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Bye bye, hẹn mọi người vào video kế tiếp.